Vâng, em Loan ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Và trong buổi sáng ngày nghỉ lễ hôm nay, em sẽ giới thiệu cho anh chị, các bạn xem 4 mẫu xe. 4 mẫu xe rất là đẹp, cũng như là những mẫu xe này em sẽ cam kết cho anh chị, các bạn là và hoàn toàn sẽ sử dụng, giá lao động từ 245 triệu đồng cho đến 385 triệu đồng anh chị nhé. Đó là những cái mẫu xe, thì sau đây anh chị, các bạn cùng em tiến vào từng mẫu xe để em đi chi tiết hơn. Và cái mẫu xe đầu tiên em giới thiệu cho anh chị, các bạn là mẫu xe Nissan Terra. Xe này được nhập khẩu chào bán là 385 triệu đồng, có bao hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc anh chị nhé. Và anh chị, các bạn lần đầu theo dõi clip của em, nhớ để lại một lượt like, đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo lên để theo dõi những cái video clip mới nhất em đăng lên thường xuyên trong ngày. Nó sẽ hiện vào cái máy của anh chị, các bạn, để anh chị, các bạn nhận những cái thông tin mới nhất. Và chiếc xe thứ hai em giới thiệu cho anh chị, các bạn, đó chính là một mẫu xe Mercedes 180. Chiếc xe này là bản Sport, sản xuất năm 2006. Giá đường em đang chào bán rất là hợp lý cho anh chị, các bạn, là 245 triệu đồng anh chị nhé, trang bị động cơ 1.8 thôi. Và chiếc xe thứ ba cũng là Mercedes, nhưng chiếc này là chiếc xe sản xuất cao hơn, đời cao hơn, đó chính là Mercedes 200, được sản xuất năm 2008, trang bị động cơ 1.8 thôi. Đó, giá đường em đang chào bán cho anh chị, các bạn, chỉ có 350 triệu đồng thôi anh chị nhé. Đấy, rất đẹp luôn, hồ sơ cặp tay biển Hà Nội. Và chiếc xe cuối cùng là mẫu xe Mercedes E240, được sản xuất năm 2003. Đó, một mẫu xe đây, tư nhân chính chủ này, biển bốn số này. Giá thì chỉ có 250 triệu đồng thôi. Đó, anh chị, các bạn đang có nhu cầu sở hữu một trong 4 mẫu xe này cũng như biết thêm thông tin về 4 mẫu xe, thì anh chị, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0976081699 để được sở hữu những mẫu xe này anh chị nhé. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu xe cho quý vị, anh chị, các bạn. Vâng, trước màn hình nhỏ của quý vị, anh chị, các bạn, đây là 4 cái mẫu xe. 4 cái mẫu xe hiện tại đang có cửa hàng em, giá dao động từ 245 triệu đồng cho đến 385 triệu đồng anh chị nhé. Đó, rất đẹp luôn. Quý vị, anh chị, các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để lấy hình ảnh 4 cái mẫu xe này, là 0976081699, và đến trực tiếp tại cửa hàng em là Salon ô tô số 1 Kinh Môn, đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương, quý vị, anh chị nhé. Đó. Và trước tiên thì em sẽ đi vào giới thiệu cho anh chị, các bạn xem cái mẫu xe Nissan Terra. Chiếc xe này được sản xuất năm 2010, một mẫu xe thương hiệu của Đài Loan, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan anh chị nhé, trang bị khối động cơ 2.0. Chiếc xe này anh chị nào đã từng sử dụng và đã từng đi qua cái dòng xe này thì điều đặc biệt cái dòng xe này nó chạy rất là êm, rất là đầm, tương đương với những cái dòng xe Mercedes và cái dòng Toyota Camry. Đó, Nissan Terra, biển tư nhân Hà Nội 4 số. Xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại an toàn như túi khí, phanh ABS, màn hình cam lùi đầy đủ anh chị nhé. Gương cụp xe tích hợp xi nhan báo rẽ. Đó, mang lớp sơn màu bạc. Rất là đẹp anh chị nhé. Giá là 385 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc cho quý vị, anh chị, các bạn. Cam kết bảo hành cho anh chị, các bạn, không có đâm xô, tai nạn, không ngập nước. Đó. Chiếc xe này thì em cũng đã lên video riêng rồi. Nếu quý vị anh chị, các bạn chưa xem video clip đó thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em để có thể lấy hình ảnh chi tiết và cái video clip chi tiết về cái mẫu xe Nissan Terra này anh chị nhé. Đó, chiếc xe này nó rất là đẹp luôn. Đây anh chị nhìn này. Về cái phần đèn đóm của chiếc xe này, đèn đóm của chiếc xe này đây. Đấy, đèn thì rất là sáng luôn. Đấy, mọi chức năng trên chiếc xe này vận hành hoạt động hoàn toàn là bình thường hết anh chị nhé. Mặt ca lăng đây. Đấy. Mặt ca lăng đây, biểu tượng Nissan. Đó, đèn đây. Nguyên bản từ năm 2010 và một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan nhé. Đó, la dần đúc, phanh ABS 4 bánh nhé. Em sẽ đi tổng thành ngoại thất một vòng cho quý vị anh chị, các bạn xem. Sơn si với những chiếc xe này thì sơn si hoàn toàn anh chị và sẵn sử dụng thôi, không có hiện tượng đâm xô hay là ngập nước gì, cũng như là không có chi tiết xuất sắc. Vì chi tiết xuất sắc của chiếc xe này bên em đã cho sơn tiểu đánh bóng rồi. Chiếc xe này sơn zin vẫn còn anh chị nhá, sơn zin vẫn còn luôn. Đây, xe được trang bị hai cảm biến lùi. Đó, hai cảm biến lùi nhá. Đây. Camera lùi đây. Đó, biểu tượng Nissan. Một dòng xe rất là chất lượng luôn. Gầm mệ của chiếc xe này thì khỏi phải bàn rồi. Đó, tích hợp xi nhan báo rẽ đây. Gương cụp xe anh chị nhé. Đó.
Và để hiểu thêm, biết thêm về chi tiết của cái nội thất của chiếc xe thì nội thất hoàn toàn nội thất gia xịn nguyên bản từ năm 2010. Và điều đặc biệt ở cái dòng Nissan này là cái bộ ghế của nó rất đẹp luôn, rất là êm. Rất là êm anh chị nhá. Và không hề có hiện tượng rách dưới gì. Đây anh chị này. Và nó được thiết kế có những cái rãnh này, có những rãnh ở phần ghế tựa và phần ghế ngồi. Chúng ta ngồi có cái cảm giác nó rất là thoáng, không hề có hiện tượng bí bách hay ra mồ hôi nưng gì anh chị nhá. Đó, rất này là được phải không ạ? Đấy, với cái thiết kế này rất là hiện đại luôn. Biểu tượng Nissan cũng như là cái phần vô lăng của chiếc xe này. Vô lăng tích hợp anh chị nhá. Đó, vô lăng tích hợp. Vô lăng lại nhìn rất đẹp phải không ạ? Chiếc xe này đi chuẩn có 13 vạn thôi. Đi chuẩn 13 vạn. Đây, đầu đài đây. À, màn hình DVD đây. Cam lùi đầy đủ luôn. Điều hòa auto. Đèn auto nhá. Và bốn tổng lưng hạ kính chiếc xe này lên xuống hoạt động vận hành hoàn toàn là bình thường. Đó, phần chân ga và chân phanh kia. Đó, nhìn rất đẹp đấy ạ. Đây là hệ thống phanh phụ. Với những cái dòng xe Nissan thì nó có những cái chi tiết là gỗ đây. Gỗ đây. Đó. Để tạo cho chúng ta mở cửa ra nó có bước vào nó rất là sang nhá. Đây, nó có chi tiết gỗ này. Đó, độ thêm lên một chút gỗ đây. Một chiếc xe này thì gỗ đây hoàn toàn nguyên bản của nhà sản xuất anh chị nhá. Đây này. Đó. Đây là gỗ nha anh chị nhé, không phải là giả gỗ đâu. Đó. Hai đèn trần này. Đấy, lỉ nguyên bản nhá. Một chiếc xe rất là chất lượng luôn. Giá 385 triệu đồng em có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc cho anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì nó được trang bị đến 3 màn hình. Đây anh chị này, 3 màn hình và tất cả các màn hình ở chiếc xe này là vẫn hoạt động bình thường hết anh chị nhé. Vẫn hoạt động bình thường hết. Đó là chi tiết của cái mẫu xe Nissan Terra. Chiếc xe Terra này mới đăng kiểm xong anh chị nhé. Mới đăng kiểm. Và chiếc xe thứ hai đó chính là một mẫu xe Mẹc C180, được sản xuất năm 2006 bản Sport. Đó, trang bị là răng liên nhện anh chị nhé. Là răng nhẹ đấy anh chị nhìn này. Đó, bản Sport. Bản xe, chiếc xe này thì vận hành nó khá là thể thao, khá là bốc luôn. Trang bị động cơ chỉ có 1.8 thôi. Nên mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn mua về sử dụng. Chỉ dao động tầm 7 lít trên 100 km đường với cái dòng Mercedes Sport này thôi. Trang bị đầy đủ màn hình cam lùi, cam hành trình ở cái chiếc xe này nhá. Và với chiếc xe này thì được bên em đang chào bán với mức giá là 245 triệu đồng thôi. Sở hữu ngay một mẫu xe Mẹc sản xuất năm 2006 bản Sport anh chị nhé. Đây anh chị này. Về mặt ca lăng này. Đó, một chiếc xe lên form mới rồi. Mang biển số Sóc Trăng. Đó anh chị có bạn trong khu vực Sóc Trăng thì có thể ủy quyền cái chiếc xe này đi, nó rất đơn giản thôi, đỡ phải sang tên. Bốn lốp mới cả dàn anh chị nhé. Đây anh chị này. Bốn lốp mới cả dàn luôn. Đó, lốp rất là dày dặn. Là răng nhện nhá. Cái dòng xe Mẹc này thì nó chạy nó vô cùng là thích. Đó, chạy vô cùng là thích. Nếu anh chị nào đam mê cái dòng Mẹc cổ này thì chạy vô cùng là đầm. Như là đồ bây giờ chiếc xe này cũng khá là nhiều, cứ phổ biến cũng không đắt đâu anh chị nhá. Đó, một chiếc xe Mẹc 206 và Sport. Giá rất hợp lý so với 2 tháng cách đây. Đó, giá rất hợp lý luôn. Thì cách đi 2 tháng thì chiếc xe này giá dao động từ 265 triệu đồng nhá. Bây giờ nó chỉ 245 triệu đồng thôi. Em bán nói chung là giá rất hợp lý cho anh chị các bạn mua sử dụng. Có thể tham khảo các kênh khác vì giá bên em đã công khai cũng như niêm yết rồi, không như các cửa hàng khác nó sẽ không nói giá. Đó, bản Sport sẵn sử dụng. Trang bị đầy đủ cả màn hình cam lùi luôn. Đây. Nội thất của chiếc xe này hoàn toàn đã được bọc mới anh chị nhá. Hoàn toàn được bọc nội thất mới rồi. Đấy, một chiếc xe trang bị động cơ chỉ có 1.6 thôi. Trang bị hai vùng điều hòa độc lập đây. So sánh chiếc xe này với cái chiếc xe Moline thì anh chị có bạn so sánh nó vô cùng là khập khiễng anh chị nhá. Đó, nhiều khách hàng thì
chỉ sợ đồ đắt rồi là sửa chữa gì thôi. Vâng, thì thực ra với những cái đồ này thì bây giờ cũng không phải sửa sang gì nhiều, chúng ta có thể bảo dưỡng một chút thôi là có thể đi được, vì những chiếc xe này thì dành cho anh chị nào đã am hiểu về xe mẹ một chút và đã từng sử dụng qua. Chứ còn nếu mà đồ bảo là đồ đắt thì đúng là đắt hơn những cái đồ của xe Moling. Thế nhưng đổi lại thì chúng ta đi nó rất là sang, cũng như là an toàn, độ an toàn nó cao hơn. Đó, số tự động. Chiếc xe này em cũng đã lên video riêng của chiếc xe Merc Sport này rồi. Nếu anh chị và các bạn cần hình ảnh cũng như video riêng thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em, hoặc là đến trực tiếp tại cửa hàng đường 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương để xem và đi thử cái mẫu xe Merc Sport này anh chị nhé. Đó, 2.6 chỉ có 245 triệu đồng thôi. Trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại an toàn như túi khí ABS cũng như là vô lăng tích hợp đây. Đó, tất cả trên xe này. Và có trang bị cả cam hành trình anh chị nhá. Trang bị cả cam hành trình rồi. Trần này, trần nỉ nguyên bản này. Đấy, một chiếc xe vô cùng là sạch sẽ. Merc Sport đi nó rất là thể thao, đi nó rất là khỏe luôn. Nếu anh chị các bạn đi đường trường, đường dài. Và cái mẫu xe tiếp theo em giới thiệu cho anh chị các bạn là cái mẫu xe Merc C200, được sản xuất năm 2008. Chiếc xe này biển số Hà Nội, hồ sơ cầm tay. Đấy, tên tư nhân, hồ sơ cầm tay anh chị nhé. Một chiếc xe form mới của dòng xe rất đẹp luôn. Đó, chỉ có 1.8 thôi, trang bị động cơ 1.8 thôi. Anh chị và các bạn sở hữu cái dòng xe này thì đi rất là thoải mái cũng như là rất là sang. Đó, giá 350 triệu đồng anh chị nhé. Giá 350 triệu đồng thôi. Đấy, anh chị và các bạn so sánh chiếc xe này với cái chiếc xe của các cửa hàng khác thì họ sẽ giá dao động từ 365 đến 368 triệu đồng. Vâng, bên em chỉ giao bán có 350 triệu đồng thôi. Hồ sơ đã cầm tay rồi, biển số Hà Nội. Nên anh chị các bạn ở khu vực Hà Nội và Sài Gòn muốn sở hữu dòng xe này để sang tên đổi biển nó vô cùng hợp lý luôn. Còn đăng kiểm tới tháng 3 năm 2021 anh chị nhé. Đây, tổng thành ngoại thất của chiếc xe này. 4 lốp tương đối là đều. Đấy, lốp nắp còn tôi rất là dày luôn anh chị nhé. 4 lốp còn rất là dày luôn. Đây, về phần đăng kiểm đây anh chị này. Tháng 3 năm 2021. Đó, gần 1 năm nữa. Gương cụp xe tích hợp xi nhan báo rẽ. Và có những chi tiết đây được lẹp chrome anh chị nhỉ. Lẹp chrome quanh phần cánh anh chị nhá. Lẹp chrome quanh phần cánh này. Tạo cho chúng ta một cái cảm giác nhìn xe rất là sáng luôn. Đó, rất là sáng luôn. Và được dán thêm bộ phím cách nhiệt ở bên trong xe. Đó. À, phần nói về cái phần tôn vỏ của dòng Merc thì nó vô cùng là dày dặn. Đấy, chúng ta gõ này, vô cùng dày dặn luôn. Và chiếc xe này thì sơn zin còn rất nhiều. Đấy, sơn zin còn rất nhiều. Đây anh chị nhìn này. Nhìn thẳng qua anh chị nhỉ. Về cái độ bạ mắt tít cực ít luôn anh chị nhá. Đấy, hai dàn lốp sau là lốp mới, hai dàn lốp trước còn tương đối là đều. Đấy, đây anh chị này. Hai dàn lốp sau là lốp mới nhá. Lốp mới ở đằng sau. Đấy, được thiết kế rất là hiện đại luôn. Cái form dáng rất đẹp luôn của dòng Merc xe 200. Đời cũng khá là cao, 2.8. Gầm bệ thì khỏi chê rồi, anh chị nhìn này. Đấy, gầm bệ của dòng Merc thì anh chị biết rồi. Gầm nó rất là chắc. Trang bị 4 cảm biến lùi. Đó, 4 cảm biến lùi phía sau đây. Đấy, 4 cảm biến lùi anh chị nhá. Giá có 350 triệu đồng thôi. Thì anh chị có bạn liên hệ qua số điện thoại của em để cái hình ảnh và để chốt mẫu xe này luôn. Đó, ngoài thất của xe. Cam kết cho anh chị các bạn những chiếc xe em quay đây là cam kết đo cho anh chị các bạn test không lỗi luôn. Không đâm xô tay lại, không ngập nước, còn những va quệt nhẹ bên ngoài thì không thể tránh được. Nội thất hoàn toàn là nội thất nỉ nguyên bản của nhà sản xuất. Đó, nội thất nỉ, nội thất da, da xịn nguyên bản. Em xin lỗi. Đây, và phần sàn là sàn lỉ này. Đó, sàn lỉ rất là sạch sẽ. Hai dàn điều hòa độc lập. Chỉnh điều hòa bên ghế sau luôn. Có đầy đủ rèm che lắng anh chị nhé. Đây, đầy đủ rèm che lắng nhé. Ở cả 4 cánh cửa luôn. Đấy, keo chỉ zin cả xe và cửa đóng rất là nhẹ. Đây này. Đấy, nghe tiếng đóng mở cửa chiếc xe này nó khác hoàn toàn với những cái dòng xe của Việt Nam. Đây. Đó, một chiếc xe giá chỉ có 350 triệu đồng thôi. Sở hữu một cái mẫu xe Merc sang mà trước đây giá chiếc xe này dao động tầm hơn 1 tỷ.
hơn 1 tỷ gì đó. Bây giờ nó chỉ 350 triệu đồng thôi. Chúng ta sử dụng cái tầm này thì nó cũng hết giá trị khấu hao rồi, thì đi cái dòng này thì nó rất là bền. Nó rất là sang. Đây chị nhìn này, vệ tí tay đây. Không lỗi gì luôn. Đấy, phần vô lăng anh chị nhìn này. Đó. 4 tổng lưng hạ kính. Phần nhựa của nó đây, phần nhựa phần táp ly đây. Rất đẹp luôn đấy mấy anh ạ. Đó, một chiếc mèo C200. Sản xuất năm 2008, giá 350 triệu đồng. Cái mẫu xe mẹc tiếp theo. Vâng, đây, một mẫu xe mẹc E240. Được sản xuất năm 2003. Chiếc xe này được bên em đang chào bán với mức giá là 250 triệu. Form rất đẹp luôn phải không ạ? E. Biển số Sài Gòn. Đã được lên phần la răng đây, nhìn rất là thể thao. Đấy. $250 triệu cho một chiếc xe mẹc E240 sản xuất năm 2003. Tổng thành form dáng của chiếc xe đây anh chị này, hoàn toàn một mẫu xe sẵn sử dụng thôi. Trang bị cảm biến lùi cảm biến trước sau. Đó, tích hợp xi nhan báo rẽ. Trang bị đầy đủ cả màn hình cam lùi anh chị nhé. Màn hình cam lùi ở chiếc mẹc E240 này luôn. Đó, biển số 52. Chiếc xe này thì 4 lốp là còn tương đối là mới nhé, 4 lốp tương đối là mới. Quý vị anh chị các bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng mẹc E240 này thì xem được video clip này của em thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0976081669 anh chị nhé, để có thể sở hữu cũng như là biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe mẹc E240 này. Về cái phần nội thất của chiếc xe đây. Về nội thất của chiếc xe đây, nội thất là nội thất màu kem, đã được chủ xe bọc lại hoàn toàn là cái nội thất mới anh chị nhé. Bọc lại hoàn toàn nội thất mới rồi. Đó. Trang bị màn hình Android. Được độ thêm cái màn hình Android đây này. Nhìn rất là to, rất là thoải mái. Và sàn 3D. Đó. Một mẫu xe cũng hoàn toàn là sẵn sử dụng thôi. Đấy, ghế chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí. Rất là hợp lý cho một mẫu xe mẹp sang, giá hơn 200 triệu. Đây. Đó, nội thất hoàn toàn nội thất mới nhá. Hai vùng điều hòa độc lập. Và có chỉnh điều hòa luôn đây. Đó, vô cùng hợp lý. Đó, ngoại thất nội thất của chiếc xe mẹp xe E240 sản xuất năm 2003. Đó, về cái mặt ga lăng này cũng như tất cả cụm đèn xe rất là sáng luôn. Đấy, form dáng của chiếc mẹp E này anh chị biết rồi. Form dáng của nó rất là đẹp. Em sẽ mở cho anh chị các bạn kiểm tra và xem luôn cái hệ thống khoang máy của chiếc xe mẹc E240 này, để anh chị các bạn đánh giá chi tiết hơn nhé. Vâng, đó là toàn bộ chi tiết 4 cái mẫu xe. Đó, em quay cho anh chị các bạn cũng khá là chi tiết rồi. Và muốn chi tiết hơn thì anh chị các bạn liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em để được lấy hình ảnh và được tư vấn rõ hơn là 0976081669 nhé. Và rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Quý vị anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip của em, nhớ để lại một lượt like, đăng ký kênh
bấm nút chuông thông báo để theo dõi được những cái mẫu xe mới nhất em đưa lên thường xuyên trong ngày. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.